muốn thi cử đạt được kết quả cao thì nên sở hữu những vật phẩm phong thủy này học hành luôn là nỗi áp lực lo lắng của rất nhiều người do đó ngoài những cố gắng học hỏi phát huy trí tuệ rất nhiều người cũng quan tâm lưu ý đến những vật phẩm phong thủy mang lại may mắn về con đường học vấn và thực tế đúng là những vật phẩm phong thủy này sẽ giúp gia chủ an tâm hơn để phát huy sự nghiệp đẩy mạnh con đường học tập Hãy cùng phong thủy và sức khỏe khám phá một số vật phẩm giúp thúc đẩy con đường học vấn được nhiều người yêu thích. 1. Tháp văn xương. Theo phong thủy, tháp văn xương rất hữu dụng cho những ai sắp trải qua kỳ thi cử quan trọng hoặc những người muốn tăng tiến về trí tuệ và công danh, thậm chí nó còn được coi như là một biểu tượng của trí tuệ. Đối với trẻ em nên đặt tháp này ở đầu giường, với người lớn nên đặt trên bệ, với học giả nên đặt trên giá sách. Có một điều quan trọng cần lưu ý là nên đặt tháp theo hướng đông bắc hoặc đông nam để mang lại may mắn. 2. Ngọc bội ve sầu Nếu bạn tự thấy mình đang lười biếng, thiếu tinh thần nhưng trong lòng lại muốn nỗ lực học tập và đạt kết quả tốt trong thi cử, thì hãy lựa chọn vật phẩm phong thủy ngọc bội ve sầu nhé. Đây là vật phẩm phong thủy giúp nâng cao ý chí học hành và sự tiến bộ không ngừng. 3. Bút lông Phong thủy học cho rằng đặt bốn cây bút lông, đặc biệt là bút lông màu xanh lá, trên bàn học hoặc bàn làm việc cũng là đại diện cho bút văn xương, có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả. 4. Quả cầu phong thủy Theo quan niệm phong thủy, quả cầu thủy tinh mang các khí của thổ, lại được thiết kế trên bệ quay nên khí của nó càng phát ra mạnh mẽ. Chính vì vậy quả cầu thủy tinh là vật khí có năng lượng vô cùng mạnh mẽ cho những ai theo đuổi việc học hành cũng như thúc đẩy bạn quan tâm, chú ý hơn đến việc học hành. Cầu phong thủy không những đem lại sự thông minh, của cải, tài lộc mà còn có tác dụng chế ngự hung khí đem lại bệnh tật và thị phi đấu đá. Chính vì vậy, bạn hãy lựa chọn cho mình một quả cầu thủy tinh đặt trên bàn làm việc, bàn học nhé. 5. Cây măng leo. Măng leo theo tên âm Hán Việt còn gọi là văn trúc, văn tượng trưng cho sách vở, văn chương. Đặt một chậu măng leo trong phòng, đặc biệt là không gian phòng học, phòng làm việc sẽ thúc đẩy hiệu quả tăng vận may. Hướng đặt cây măng leo thích hợp nhất là phía tây nam của phòng vì vậy để có thể đạt được kết quả thi cử dễ dàng thì dưới đây là video về danh sách những vật phẩm phong thủy nên sở hữu giúp đạt được kết quả thi cử cao và giúp nâng cao ý chí học tập cùng sự chăm chỉ trong việc học vấn nếu thấy hay hãy chia sẻ cho bạn bè cùng người thân để cùng tham khảo nhé phong thủy và sức khỏe chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe may mắn và thành công